Anh chị em thân mến, trong phúc âm, anh chị em đã thấy Đức Mẹ trả lời cho chúng ta. Khi chúng ta nói Đức Mẹ là đấng chỉ bảo đàng lành, Đức Mẹ dạy dỗ chúng ta đàng lành để chúng ta làm, thì chúng ta đợi nơi Đức Mẹ chỉ bảo chúng ta điều gì? Đức Mẹ không có dài lời, Đức Mẹ vắn tắt rõ ràng cho chúng ta dễ nhớ. Dù là người thông thái mấy, dù là người khoa học mấy, hay là người ít học bao nhiêu, mà nghe lời Đức Mẹ nói cũng có thể hiểu được. Đức Mẹ chỉ trả lời một câu thôi. Đức Mẹ bảo mình điều gì? Khuyên bảo điều gì? Hướng dẫn chúng ta điều gì mà gọi Đức Mẹ là đấng chỉ bảo đàng lành? Đức Mẹ chỉ nói một câu thôi: cứ làm như lời Chúa dạy. Còn câu thôi. Dễ, anh chị em thấy Đức Mẹ nói một câu thôi, mà câu đó anh chị em giữ được là đủ nên thánh. Khi nào đứng trước một vấn đề khó khăn, khi nào đứng trước một cảnh huống khó giải, anh chị em biết thế nào? Thì anh chị em chỉ nghe một câu bảo anh chị em: hãy làm như điều Chúa dạy. Điều này thì Chúa muốn tôi làm thế nào? Và nghe trong lòng Chúa nói: thôi, dè đi, đừng có làm cái điều đó nữa. Mình nghe hỏi Chúa, chỉ có một chuyện là chỉ sợ chúng ta là nói: Chúa ơi, con điếc, con nghe đâu. Thì chịu. Nhưng mà điều dễ hơn hết là cứ hỏi: khi tôi ở tù trước những hoàn cảnh rất khó khăn, thì khi nào khó quá tôi không biết nói làm sao, tôi cứ hỏi lại Chúa: bây giờ Chúa muốn con làm sao? Đó, Chúa nói: làm như vậy, cứ làm như vậy, cứ làm như vậy thôi. Rồi Chúa liệu. Mà Chúa liệu khéo, mình tưởng là mình liệu khôn hơn Chúa, nhưng mà cuối cùng Chúa liệu. Và bây giờ tôi còn sống mà tới đây với anh chị em, Chúa liệu. Gì? Chúa dạy điều gì? Chúng ta đã theo Chúa và chúng ta nhìn lại Chúa dạy chúng ta điều gì? Thưa anh chị em, ngày hôm nay nếu chúng ta nhìn những gì quanh chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy có những cái gì, những hiện tượng nào xảy ra trên thế giới, và chúng ta thấy rồi Chúa dạy chúng ta làm điều gì. Anh chị em xem đây, trong mấy ngày vừa rồi chúng ta đọc qua báo chí trên thế giới, thì ở Rwanda, ở Zaire, ở Burundi giết nhau chết quá sức. Tôi ở trong bộ của Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, mỗi ngày đọc hồ sơ các đức khâm sứ ở bên ấy gửi về, một nước với nhau, đồng bào giết nhau, nhiều khi người Công giáo giết nhau bởi vì thuộc về hai bộ tộc khác nhau. Và tuần vừa rồi đây, đảo chánh ở bên nước Burundi lại càng khó khăn hơn nữa. Và vừa rồi đây, ở Algeria, một đức giám mục người Pháp dòng Thánh Đa Minh đã bị ám sát. Ngài ở trong nhà, ở ngoài thuộc một quả bom vào, đức cha Caleri đã chết. Và trước ngày, cách đây 3 tháng, 7 vị tu sĩ dòng Sito đã bị bắt và ám sát, chết cả 7 vị. Anh chị em, rất là khó khăn ở trên thế giới. Những ngày hôm nay chúng ta thấy ở bên nước Indonesia, dân chúng nổi loạn và trên các đường phố đều có những cuộc biểu tình bạo động. Những ngày hôm nay chúng ta thấy ở bên nước Thổ Nhĩ Kỳ, dân Thổ Nhĩ Kỳ làm loạn, họ quyết tâm tuyệt thực, và ở trong tù đã có 23 người chết vì họ tuyệt thực. Những ngày hôm nay ở gần chúng ta nhất, ở Atlanta, trong Olympic cũng đã có bạo lực và cũng đã có người chết. Những ngày vừa qua
chuyến máy bay TVA ở Hoa Kỳ bay đi và đã nổ tung, rơi xuống biển ở Long Island, và tất cả 230 người đều chết. Nhưng mà tôi thấy chuyến máy bay đó là cũng cứ an toàn, nên tôi bay qua đây, tôi cũng đi TVA. Ở Croatia, ở Serbia, ở Mostar thì đang thảo luận để đem lại hòa bình mà hầu như bế tắc trong những ngày vừa qua. Quốc tế đang bế tắc giải quyết vấn đề hòa bình không được. Và anh chị em, có phải thế giới đen tối như thế không? Khó khăn như thế không? Đức Giáo Hoàng kêu gọi rất nhiều, và ở đâu chúng ta cũng vẫn thấy còn khó khăn. Nhưng mà cũng có những cái tốt. Đang lúc giết nhau, đang lúc ở Đại hội Thể thao Olympic có những người chết, có những người bị thương, thì người ta đã quyên góp tiền. Quyên góp tiền để giúp các trẻ em. Có 18 triệu trẻ em trong 14 nước hiện giờ đang đói, đói hết sức. 18 triệu. Vậy chị Gúc mới góp có tiền có mấy ngày thôi, xin ai vui lòng nuôi 18 triệu trẻ em đó thì đã thu được 8 triệu đô liền. Vì sao? Vì lòng con người vẫn còn cái gì tốt ở trong quả tim của con người. Quả tim mà Chúa hiện, Chúa để dựng nên để yêu thương, không phải thù ghét nhau. Thưa anh chị em, vậy trước những cái khó khăn như vậy, anh chị em nghĩ lời Chúa dạy còn hiệu lực không? Còn cần thiết không? Còn hữu ích cho nhân loại không? Chúa dạy điều gì? Chúa dạy trong 10 điều răn. Trong 10 điều răn của Chúa đó, Chúa dạy tất cả. Nhưng mà 10 điều răn đó 4.000 năm rồi. Mình nói bây giờ cái gì mà nói cái này mới chế lúc nào? Cái này là mới chế, mới sản xuất năm ngoái, nghe nó được quá đây. Cái này là thiệt là modern. Hỏi cái này chế bao giờ? Sữa này chế bao giờ? Thuốc này chế bao giờ đây? Nói 4.000 năm rồi. Nó lạy Chúa, chết thôi, dùng vào thì chết thôi. Bây giờ mình tưởng tượng ông Moses đang vác hai cái bia, một bên khắc 3 điều răn đầu, một bên khắc 7 điều răn thứ hai, và ông Moses mang hai hòm bia ở trên núi xuống, đi xuống đây và vào thấy lạ quá. Thứ này là thứ gì? Có phải người không? Mà không giống mình gì hết. Bây giờ thấy có trực thăng này, có rumbo này, có máy bay còn con nè. Vậy thì người ta này, có xa lộ này, không thấy có lạc đà đi giữa dọc đường, không có là con lừa như Đức Chúa Giêsu với Đức Mẹ đi sang nước Ai Cập. Ông Moses lấy lạ quá. Và người ta sẽ nhìn ông Moses mà nói: ông mang gì tới cho chúng tôi? Ông có mang khám phá gì ở trên sao hỏa rồi xuống không? Ông Moses nói: tôi mang 10 điều răn. Trời ơi, thế kỷ bữa nay mà ông mang 10 điều răn xuống thì không có ai thuộc đâu. Người có đạo bây giờ hỏi đây biết đọc 10 điều răn có ra không nữa chứ. Vì vậy mà bữa nay tôi nói chuyện với anh em, tôi hỏi là 10 điều răn Chúa dạy còn có thể dùng được không? Nếu Chúa mà thấy mình thấy không dùng được nữa thôi, thì Đức Thánh Cha sẽ chuẩn bữa nay không còn điều răn nào hết. Mà thế nếu mà còn được, ráng sức mà giữ. Chúa dạy đó chia làm hai phần. Phần thứ nhất có 3 điều răn thuộc về Chúa, và phần thứ hai có 7 điều răn thuộc về con người của Chúa. Chúa nhịn cho mình, Chúa có 3 thôi. Không, mình nói 7 chuyện đó. Chúa, thứ nhất thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự. Thứ
hai, chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Thứ ba, giữ ngày Chúa Nhật. Anh chị em nghe như vậy, nói cái chuyện đó thì biết từ thuở đi chịu lễ lần đầu. Bây giờ có cần gì nữa mà Đức Cha lại bày đặt ra mất công chịu nắng vô ngồi trong cái lều này, rồi lại đi xe xa xôi như vậy mà nghe 10 điều răn ở nhà này, nằm ngủ máy lạnh cho khỏe, tới đây nghe 10 điều răn. Thưa anh chị em, khi anh chị em nghe nói đó, đọc bài phúc âm đó, thì Chúa đã nói, nếu anh muốn bước vào sự sống, hãy tuân giữ các điều răn. Nếu cần phải làm điều khác cho được hạnh phúc, nếu phải giữ điều khác cho được sống đời đời, thì Chúa Giê-xu đã nói. Nhưng mà chúng ta thấy Đức Mẹ nói rất đơn sơ, hãy nghe lời Chúa dạy, chừng đó thôi. Mà Đức Chúa Giê-xu cũng nói rất đơn sơ là hãy giữ các giới răn. Phải mà Đức Chúa Giê-xu nói về học tiếng Nga cho giỏi đã, rồi bữa nào, hay là học tiếng Do Thái kỹ càng, bữa nào đọc 10 giới răn. Không có. Hãy giữ 10 giới răn thôi. Vậy thì mình lấy làm rất sung sướng, vì tất cả chúng ta ai cũng được nước trời cả. Vì ai mà không hiểu 10 điều răn? Có ai không hiểu? Ai cũng hiểu. Mà các trẻ em mới đi chịu lễ lần đầu cũng hiểu 10 điều răn. Một cái hạnh phúc lớn cho chúng ta là Chúa Giê-xu trả lời rất đơn sơ, anh muốn vào nước trời, hãy giữ 10 điều răn. Mà 10 điều răn Chúa lại còn tóm cho mình nữa, Chúa lại làm cho mình một bản toát yêu nữa mới chết chứ. Chúa thương mình quá sức, làm một bản toát yêu. Chúa nói làm sao? Điều răn lớn nhất ở trong lệ luật là điều răn nào? Ngươi sẽ yêu mến Thiên Chúa của ngươi hết trái tim, hết linh hồn, hết tâm trí ngươi. Toàn bộ lệ luật và các tiên tri đều quy về hai điều này: yêu mến Chúa và thương yêu anh em. Toàn bộ lệ luật có hai điều đó thôi. Chúa nói 10 để bây giờ Chúa tóm lại có hai. Thiệt là dễ dàng. Chúa là thương yêu chúng ta hết sức. Bây giờ thấy có giáo sư nào đi thi mà làm bài thì cứ nói thôi, bây giờ tất cả mấy bài đó thì tóm lại hai câu thôi. Vậy mà đậu chứ. Thi đậu. Mà đậu không phải đậu sơ sơ đâu. Đậu mà vô nước thiên đàng làm thánh chứ phải chơi đâu. Đậu mà đậu thánh. Không phải là tú tài, cử nhân, tiến sĩ mà đậu thánh. Hai điều thôi. Kính Chúa, yêu người, có hai điều thôi. Mà hai điều đó không phải là Chúa nói một cách đơn sơ như vậy mà không bao hàm cái cuộc đời của chúng ta. Hai điều ấy Chúa dạy cho chúng ta những điều rất quan trọng. Anh chị em, Chúa dạy chúng ta yêu mến Chúa, và tất cả 10 điều răn á thì nó ăn thua nó cái điều thứ nhất. Nó xây dựng nền tảng trên điều thứ nhất là hãy thờ phượng một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. Ăn thua cái điều đó. Cái điều đó mà bỏ đi thì hỏng cả 9 điều kia. 9 điều khác là hậu quả của điều thứ nhất. Bây giờ điều thứ nhất mà không kính mến Chúa trên hết mọi sự rồi thì mấy chuyện kia là xả láng hết. Mà hãy kính mến Chúa trên hết mọi sự, nghe lời Chúa thì các việc khác êm xuôi. Nhưng mà nếu không kính mến Chúa trên hết mọi sự thì không giữ được 9 điều sau. Kính mến Chúa trên hết mọi sự. Điều ấy nói trong cuộc đời của chúng ta cái gì? Nói trong cuộc đời của chúng ta cái chỗ, cái vị trí của Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta. Bây giờ anh chị em sẵn dịp đi lên đây, nhiều người đi xưng tội, nhiều người xét mình, nhiều người đến cầu nguyện trước mình Thánh Chúa. Anh chị em hãy nhìn lại Chúa ở chỗ nào trong quả tim tôi, trong cuộc đời của tôi. Chúa ở
vị trí nào? Chúa ở hàng đầu hay là Chúa ở hàng chót? Anh chị em coi, trẻ con mình, anh chị em nhớ mấy năm có Mỹ ở bên Việt Nam, trẻ con chạy theo xe Mỹ, xin rác Mỹ, hỏi khi nào nó vứt thuốc hút xuống, trẻ con nói number one, mà khi nào không có nói number ten. Bây giờ Chúa là number one hay là number ten? Nếu chúng ta nói thì có, nhưng mà sự thật trên cuộc sống chúng ta, Chúa chiếm chỗ thứ mấy trong cuộc đời của chúng ta? Chúa quan trọng hơn hay là đô la quan trọng hơn? Chúng ta hãy nhìn vào kỹ rồi chúng ta thấy cuộc đời chúng ta bỏ thời giờ của chúng ta, bỏ sức lực của chúng ta, bỏ những sự suy nghĩ của chúng ta ra để mà lo cái việc gì? Lo yêu mến Chúa hay là lo chuyện khác? Vào trong nhà thờ thấy cha giảng về Chúa, cả nhà thờ ngủ hết. Có cha giảng, mới khởi sự giảng một lúc thấy ngủ hết, cha nói bữa nay đừng có đánh số đề nữa nghe, vì có người là nói rằng số 5 trúng, có người nói số 25 trúng, bây giờ cả nhà thờ thỉnh thức hết cả. Đã vậy rồi, có một bà cụ già, suốt lễ chắc là đã lo ra lắm, bởi vì hết lễ rồi bà vào thẳng trong phòng thánh, đợi cha cởi áo lễ. Bà thưa cha, khi nãy cha giảng mà con nghe không rõ. Cha nói chứ, cha rảnh cái gì mà con nghe không rõ? Khi nãy cha nói là số nào trúng thì cha nói lại cho con. Chúa chiếm chỗ nào trong cuộc đời của chúng ta? Và vì vậy mà Chúa nói làm sao? Con không được thờ một vị thần nào khác. Không thờ một vị thần nào khác. Có khi vị thần đó là tôi thờ tôi trước Chúa. Có khi đó là vợ của tôi, vợ tôi trước Chúa, bởi vì tôi sợ vợ tôi lắm, sợ lắm. Thành thử là đứng trước Chúa, lên trên thiên đàng, ông Thánh Phêrô bảo tất cả đàn ông sắp qua bên này, những người nào mà sợ vợ thì đứng phía này, những người nào không sợ vợ thì đứng phía này. Tất cả đều đứng phía sợ vợ hết. Có một người, có một ông thôi đứng bên này, thì thật là anh dũng thực. Ông Thánh Phêrô nói, có mình anh không sợ vợ phải không? Chứ tại sao anh đứng? Giờ con cũng sợ chứ. Nếu tại sao anh đứng đây? Giờ tại nhà con bảo con đứng đây. Thờ phượng Thiên Chúa hết sức mình. Nhưng mà anh chị em thấy, bổn phận xã hội về tôn giáo và quyền tự do tôn giáo, cái đó chúng ta thấy hội trong điều Chúa dạy từ 4.000 năm nay đã có, bây giờ chúng ta mới tranh đấu thôi. Điều đó nói thế nào? Không ai được cưỡng bách hành động trái lương tâm người khác. Đó, chúng ta cái đó phải học, bởi vì Chúa đã cho thờ phượng một Đức Chúa Trời rồi, cái đó phải học. Vì không học cái đó, mình không biết đấu tranh về tôn giáo của mình. Thứ hai, quyền tự do tôn giáo không phải là vô hạn. Nói tôi tự do tôn giáo thì tôi muốn theo đạo gì thì theo, không được. Chúng cũng phải theo đạo thật. Quyền tự do tôn giáo không được tôn kính thần linh khác ngoài Thiên Chúa. Chúng ta không được làm những việc gì đó tự do tôn giáo. Mai thì đi là lên dòng Đồng Công kính mến Chúa, đi kiệu khấn với Đức Mẹ xong ra hỏi nhau
mai về giờ nào cho chắc chắn, kẻo mà xe bị tai nạn. Không được. Bói toán, ma thuật, phù thủy, mang bùa, làm những cái điều mà người ta muốn làm chủ quyền lực các cái sự bí ẩn, hoặc là dùng để hiểm họa, hãm hại kẻ khác. Anh chị em thấy thành thử cái thờ phượng Chúa mà biết, không phải chỉ thờ phượng Chúa, bảo vệ quyền tự do tôn giáo và quyền của mình thờ phượng Chúa cho mình và cho người khác. Cùng trong cái việc thờ phượng Chúa đó thì chúng ta thấy vô tôn giáo. Vô tôn giáo, vô tôn giáo, điều thứ nhất chúng ta thấy là thuyết vô thần. Cái đó nằm trong điều răn thứ nhất. Thuyết vô thần hiện giờ đây có thế nào? Xưa nay cho đến từ nhất là những năm 1960 cho đến 1989, nghĩa là khi bức tường Ba Linh sụp đổ, thì thuyết vô thần cấm đạo rất là mạnh. Và khi đó gọi là chiến tranh lạnh, bắt bớ rất là cực khổ, giết hại giáo hội rất là nhiều. Năm ngoái, vị cao cấp của nước Nga phụ trách về tôn giáo đã nghiên cứu các sổ sách lại hết cả và nói rằng trong thời đại của ông Stalin ở Liên Xô đã giết hại hết 200.000 linh mục và tu sĩ. 200.000 linh mục và tu sĩ vừa công giáo, vừa tin lành, vừa chính thống trong thời đại ông Stalin. Vì vậy mà trong thời gian đó là vô thần, nhưng mà khi ấy gọi là duy vật vô thần. Bữa nay chúng ta nói vô thần hết rồi, qua bên Mỹ hết, bên này không có vô thần. Có đúng như vậy không? Không đúng. Hiện giờ đây là gọi là duy vật thực hành. Chúng ta đi nhà thờ đây cũng theo vô thần này. Bây giờ nói anh em mấy ông mấy bà này vô thần, mình nổi gân lên, xú xớ tôi đưa ra tòa tôi kiện chứ phải. Làm sao mà tôi vô thần được? Nhưng mà hành động của mình vô thần, mình sống như không có Chúa. Khi nào mình cần quyết định cái chuyện gì, bây giờ mình muốn buông gian bán lận, không có Chúa nữa, Chúa đi chơi đi, cho Chúa bữa nay Chúa nghỉ, rồi mình quyết định riêng. Khi nào mình muốn lỗi phép công bình, khi nào mình muốn phạm tội thì mình nói thôi bữa nay cho Chúa nghỉ hè đi, cho một tháng Chúa nghỉ hè, Chúa cho con để con hành động tự do. Thì hiện giờ đây cái thách đố lớn nhất cho người công giáo là vô thần trong thực hành. Điều đó anh chị em nhớ, trong điều răn thứ nhất mà là cái thách đố thứ nhất trong cuộc đời của chúng ta. Bây giờ tôi chỉ nói ngang đó thôi. Điều răn thứ ba, Chúa đều dạy chúng ta những phương thế để chúng ta có thể phục vụ Chúa và ở gần Chúa. Chúng ta có ngày Chủ nhật để đến nhà thờ, để học hỏi, để nghỉ. Ngày Chủ nhật là ngày nghỉ. Và nước Việt Nam chúng ta đó, anh chị em thấy đó, tuy là nước chúng ta từ xưa, nước chúng ta đâu phải đa số người có đạo, nhưng mà được cái danh từ ngày Chủ nhật, ngày của Chúa. Nước Mỹ đó là Sunday, ngày của mặt trời. Mình nó đạo đức hơn chứ phải chơi đâu. Sunday, ngày thứ nhất là ngày của mặt trời. Ngày thứ hai, Monday là ngày của mặt trăng. Còn chúng ta là ngày thứ nhất là ngày Chúa nhật, là ngày của Chúa. Vì ngày đó Chúa cho chúng ta để tâm trí lo việc của Chúa. Và vì thế anh chị em nhớ giữ ngày Chúa nhật. Có khi nào anh chị em thấy ai giữ ngày Chúa nhật mà nghèo không? Có khi nào thấy ai giữ ngày Chúa nhật mà ốm không?
ở miền Bắc đó, trước đây ngày Chủ nhật đó thì ai cũng làm việc, làm ngoài đồng hết. Nhưng mà có những người Công giáo ngày Chủ nhật thì nhà nước cho nghỉ, tự do đi đi lễ. Trên thiên ngày Chủ nhật mấy người kia đó thì lam lũ dưới đồng mà thấy trên này con trai con gái ăn áo diện áo đẹp đẽ rồi đi xe đạp thôi, đi xe đạp đi lễ 7-8 cây số đi lễ. Mấy người đang còn lam lũ dưới đồng nói rằng lạ thiệt, mấy đứa Công giáo ngày Chủ nhật nó diện nó đi nó cũng đẹp đẽ, Chủ nhật nào nó không đi mà có thấy đứa nào nghèo hơn mình đâu, Chủ nhật nào không đi cả mà nó chơi khỏe vui vẻ thăm viếng bà con rồi chiều lại về mà không có đứa nào nghèo hơn mình cả. Thành thử anh chị em nhớ, ngày Chủ nhật rất quan trọng trong cuộc đời của chúng ta và con em của chúng ta. Khi nói đến phụ huynh mà tôi nói đến những điều này là nhắc lại cho anh em một ít điều trong cuộc đời của anh em. Là phần đến đối với tha nhân. Thứ 4, thảo kính cha mẹ. Chúng ta thấy qua bên này rồi, vấn đề gia đình là rất quan trọng. Mà đối với cả thế giới thì hiện giờ đây thách đố lớn lao nhất là thách đố của gia đình. Anh chị em, những người ở bậc phụ huynh có gia đình, anh chị em đều thấy điều đó rất quan trọng. Và anh chị em đều thấy những cái khó khăn anh chị em gặp phải trong cuộc sống gia đình. Ngươi sẽ yêu mến người đồng loại của ngươi như chính bản thân ngươi. Bổn phận với con cái, với cha mẹ, bổn phận ông bà, con cha mẹ với con cái, và điều răn thứ 4, còn bổn phận của thầy dạy, của thủ trưởng, của quê hương và ngược lại. Nên điều răn thứ 4 không phải dạy chúng ta chỉ có thảo kính cha mẹ thôi, mà cha mẹ phải lo con cái nữa. Không những chỉ dạy chúng ta gia đình thôi mà quê hương nữa, vì đó là đại gia đình của chúng ta. Nên anh chị em thấy đó, chúng ta đánh giá cao luật của Hội Thánh có đầy đủ, mà 4.000 năm nay rồi có nước nào, có dân nào, có đạo nào được một cái luật rõ ràng như vậy cho tất cả, mà nhờ cái đó mà nhân loại có thể tồn tại trong 4.000 năm nay ở nhiều nước, nhiều quốc gia, mà có kỹ càng, có luật lệ là nhờ 10 điều răn của Chúa. Cha mẹ đối với con cái, gia đình Kitô tôn giáo trong sách Đường Hy Vọng, cũng như trong một bài diễn văn của Đức Thánh Cha đã nói, gia đình Kitô giáo là một giáo hội tại gia, là một giáo hội, là hình ảnh của một giáo hội tại gia. Trong gia đình, cha mẹ với con cái thờ phượng Chúa, sum họp yêu thương nhau là một giáo hội tại gia. Anh chị em, vai trò của con cái thứ nhất là hiếu thảo, có tình cảm tri ân với cha mẹ. Bây giờ cha mẹ nhiều khi đi xa ở nước ngoài, con cái tiếp xúc với một nền văn minh khác nên có những sự khác biệt, cái hố đó càng rộng hơn giữa con cái và cha mẹ. Sự hiếu thảo đó bằng thể hiện qua vâng lời và sự chân thành đối với cha mẹ. Điều đó tôi sẽ nói cho giới trẻ, anh chị em biết rồi. Giới trẻ, người con cái trong gia đình có nhiệm vụ, trách nhiệm đối với cha mẹ, có sống hòa hợp anh em với nhau, liên lạc an vui trong dòng họ, trong tông tộc với nhau, và tri ân những người đã mang đức tin đến cho chúng ta. Đó là người cha của chúng ta trong đức tin, những vị truyền giáo, những vị linh mục đã đem đức tin đến cho mình, đã làm các phép bí tích cho mình, đã rửa tội cho mình
đã thêm sức cho mình. Đó là những người trong gia đình thiêng liêng đối với mình. Anh chị em thân mến, điều đó anh chị em càng tỏ ra quý mến cha mẹ bao nhiêu thì sau con cái của anh chị em sẽ thương yêu anh chị em lại bấy nhiêu. Nếu anh chị em bây giờ không làm cái gương đó cho con cái nó biết quý mến ông bà, biết ngày đến ngày giỗ xin lễ cầu hồn cho ông bà, biết lịch sử của gia đình, thì sau làm sao mà con cái nó sẽ yêu mến được anh chị em như vậy. Có một gia đình, ông bố yếu sắp chết rồi, thì trong gia đình mấy anh em họp lại với nhau. Có anh nói rằng đưa đám mà xe đòn các cái bậc nhất thì đắt quá mà cũng không cần. Người thứ hai nói nè, bậc nhì thì thấy cũng được quá dư rồi, mà thậm chí là bậc ba thì cũng được, có cần gì đâu. Mấy anh em ngồi cãi nhau như vậy, thì ông bố nằm nghe như vậy, ông nói này, thôi có lẽ để bố tính, để không thì để bố đi bộ ra ngoài nghĩa địa cũng được. Năm ngoái tôi có nhắc cái chuyện đó lại. Một trong một gia đình, hai vợ chồng đối xử với ông nội trong nhà không tốt. Ông nội cứ thấy nhục nhã mãi. Nuôi con lớn, trông nom cháu, bây giờ thấy ăn một miếng ăn, được một manh áo thì cũng kể công kể nghĩa mãi. Nên chỉ một hôm kia ông nội nói rằng thôi bây giờ bố cho bố ra, bố đi đâu mà kệ bố, con chỉ cho bố xin một cái chăn thôi để bố đắp cho đỡ lạnh, còn bố đi đâu mà kệ bố, để chúng con ở nhà hạnh phúc với nhau, vì bố vẫn thương con cái, muốn cho hạnh phúc chứ, sự hiện diện của bố không làm cho chúng con sung sướng. Thì cái người con trai của ông đi lấy một cái chăn, rồi bảo thằng con đem vào cho ông nội, để ông nội ông lấy cái chăn này ông đem theo ông đắp. Thằng con trai đó lấy cái kéo, nó cắt cái chăn đó ra, nó đưa cho ông nội nó nửa. Bố nó nói thằng mới lại chứ, tao nói mày đưa cho ông nội cái chăn để ông đắp sao mày cắt hai, nó còn nửa để sao con cho bố. Yêu mến cha mẹ rất là quan trọng. Hôm qua anh chị em thấy mở đầu bài giảng, Đức Cha Địa Phận, Đức Cha John Lebrecht đã nhắc lại: tôi được về nghỉ hè với mẹ tôi. Về nghỉ hè với mẹ tôi, ngài nói vậy. Và anh em chúng tôi quy tụ nhau lại, cả gia đình xung quanh mẹ tôi. Đấy. Tôi cũng còn mẹ. Mẹ tôi năm nay 93 tuổi rồi. Cách đây 3 năm có đi đại hội ở đây một lần. Và bây giờ 93 tuổi rồi. Mỗi anh chị em hỏi tôi có đi thăm bà cố không? Có. Mỗi một năm tôi kiếm cách hết sức đi qua thăm bà cố 5 ngày. Ngày đi ngày về nữa là để mất một tuần. Anh chị em hỏi tôi tới đi thăm bà cố thì tôi làm gì? Cái này mới khó nói. Nhưng mà tôi cũng nói thiệt với anh chị em, nếu mà tôi sai thì anh chị em bảo tôi bữa nào đừng làm như vậy nữa. Khi nào tôi qua đến nhà thì hôm sau tôi bảo cô em của tôi chở anh đi chợ, chở tôi ra chợ, thì vào tôi xem các cái rau ở Việt Nam người ta mang qua đó, có các thứ rau ở Việt Nam, rồi nhất là có các con cá ở Việt Nam, cá lóc, cá bông lau, cá, có cả con cá kèo nữa, nhỏ nhỏ thế này. Anh ai người Nam nhớ cá kèo hả? Thì tôi mua rồi thì về 5 ngày
mà ở đó thì ngày nào tôi cũng tự thổi cơm lấy và làm cơm cho bà cố, tôi hầu bà mẹ tôi. Ngày nào cũng vậy. Thì bà cố bây giờ yếu rồi, bà cố ngồi một bên hỏi, thì bà cố hỏi có gì cho mẹ làm với. Thế bây giờ mà vô lẽ mình bắt mẹ đứng dậy làm cá đó. Nhưng mà mẹ cứ ngồi một bên thì hỏi, thì cứ đưa giá này, đưa rau muống thì mẹ cắt ấy, mẹ đưa khoai tây, đưa cà rốt thì mẹ còn cắt được, nhưng mà để cho mẹ còn thấy mẹ làm gì được. Và cứ hết năm ngày đó thì cô em tôi lại làm bếp, còn ấy, năm ngày đó cho nghỉ hết, tôi làm bếp để hầu mẹ. Cha mẹ có một vai trò không thể thay thế được ở trong gia đình, không thay thế được, không tuyệt đối mà không thay thế được. Không ai vào mà làm cha làm mẹ thay được hết, chứ mình sinh con ra chứ ai sinh nó ra đâu. Và nhưng mà không tuyệt đối nghĩa là tao muốn gì là mày làm theo đó, không được, đều phải thôi, đều trái thì buộc nó không được, hay là buộc theo ý riêng mình không được. Chúa buộc có 10 điều luật thôi mà Chúa còn tóm lại có 2 điều, bây giờ cha mẹ còn thêm vào điều thứ 11, điều thứ 12 nữa, nó chết. Vừa phải, nó giữ 10 điều là Chúa đã mừng rồi. Bây giờ cha mẹ mà ra thì làm thêm đến 10, điều 14, 15 nữa thì con cái nó thở không nổi đâu. Chúng ta nhớ các điều luật đó là hướng về nước trời, làm cho con cái mình được hạnh phúc, nhưng mà hướng về nước trời, chứ không phải để có những lợi lộc ở thế gian như ý của cha mẹ. Nên quyền của chúng ta là cha mẹ không phải tuyệt đối. Thứ hai, xem con cái mình như là con cái của Thiên Chúa, Chúa giao cho mình, đó là con Chúa trước khi là con mình, và Chúa giao cho mình để mình huấn luyện, dạy dỗ, cộng tác với Chúa. Chúng ta tạo dựng cho chúng nó một cuộc sống gia đình thánh thiện, chúng ta làm gương tốt, các nhân đức cho chúng nó, gương tốt, các nhân đức cho chúng nó. Con cái học nơi cha mẹ tất cả, con cái làm sao mà biết chửi, nhờ cha mẹ tập cho nó biết chửi, chứ không thôi làm sao nó biết chửi. Nó ra ngoài đường mà nếu ở nhà cha mẹ cấm không bao giờ chửi cả thì con cái không bao giờ chửi tục cả, nhưng mà ở nhà nó nghe chửi như đọc kinh cầu thì làm sao mà nó không biết chứ. Chúng ta lo lắng cho con cái không phải về cái chiều kích thể lý để cho chúng nó mạnh, cho nó khỏe, cho nó lớn lên, cho chúng nó đẹp, nhưng mà chúng ta còn phải lo chiều kích tâm lý, chiều kích thiêng liêng, chiều kích nội tâm, chiều kích tinh thần của con cái. Vì như vậy thì chúng nó mới biết hướng cuộc đời của nó theo điều thiện, chúng nó biết chọn cuộc đời của nó theo đúng một đường đi chính đạo. Còn nếu chúng ta chỉ biết lo cho nó ăn uống mạnh mẽ, mặc đẹp, nhưng mà chúng nó không thành một nhân vị, chúng nó không thành một con người, và con người có đạo, chúng ta mất con, mất con. Trách nhiệm của cha mẹ là đem phúc âm vào trong lòng của con cái. Phúc âm cùng mẹ cho con bú thì cùng cho con cái tinh thần phúc âm nữa. Cha mẹ là sứ giả đầu tiên của Chúa gửi đến cho con cái. Giáo dục đức tin của nơi cha mẹ dạy dỗ con cái, và nhu cầu thể lý và tinh thần của con cái, cha mẹ phải biết chọn trường học cho con cái. Mình nói trường nào rẻ tiền cho nó đi học, mình coi con mình là con rẻ tiền ha, không được. Thì nó học trường tốt thì sao nó tốt, còn nó học trường rẻ tiền thì sao nó cũng rẻ tiền thôi. Chúng ta chọn nghề nghiệp cho con cái, và chúng ta
chọn bậc sống cho con cái. Con cái nói: má ơi, con muốn đi vô tu trong chủng viện. Trời đất ơi, khổ lắm mày ơi. Thì thôi, có đứa nào mà dám đi tu nữa. Cha mẹ là những người xây dựng hội thánh. Nếu như bây giờ anh chị em muốn cho tương lai có hội thánh tốt đẹp, thì vai trò của anh chị em là người cha mẹ rất lớn. Làm cha mẹ cái vai trò rất lớn. Nếu không thì làm sao mà chúng ta xây dựng được hội thánh cho tốt đẹp được. Mà cái điều cần thiết nhất, nhà bác học Schweitzer, một bác sĩ đồng thời là một mục sư có danh tiếng trên cả thế giới, đã hy sinh cả cuộc đời của mình và gia đình của mình sang ở bên Phi Châu để giảng đạo. Thì ông bác sĩ Schweitzer đồng thời là một nhạc sĩ danh tiếng nữa. Ông nói rằng muốn cho con cái nên thân nên người, điều thứ nhất làm gương tốt, điều thứ hai làm gương tốt, và điều thứ ba làm gương tốt. Một ông bố ở trong gia đình rất là thinh lặng. Một hôm kia, thằng con ông á, sáng nó dậy, nó phải đi thi, nó dậy sớm, nó đến xuống ăn cơm. Xuống ăn cơm, dậy sớm, thấy bố nó xách cặp đi làm, đang khuấy cà phê, xách cặp đi làm. Bố làm gì mà đi sớm vậy bố? Không, bố bữa nào bố cũng dậy đi sớm vậy. Trời đất ơi, bữa nay con dậy sớm bữa mà con thấy bố đi sớm, nhưng ngày nào bố cũng đi sớm vậy sao? Ngày nào bố cũng đi sớm vậy. Tại sao mà bố đi sớm vậy? Bố làm việc là trưa mà, 8:30 bố mới làm việc, bây giờ 7 giờ bố đi rồi. Bởi vì trước khi đi làm thì bố ghé qua nhà thờ, bố xem lễ. Ngày nào bố cũng xem lễ ha? Ngày nào bố cũng xem lễ như vậy. Không phải là bố đi ngày Chủ nhật thôi sao? Không, ngày thường sáng nào bố cũng đi. Mà tại sao bố không nói cho con biết? Bố không nói, bố cứ thinh lặng bố làm. Và khi nào tụi con lớn thì chúng con hiểu. Và cái thằng con đó sau này đã nên một nhà bác học lớn, và đã viết lại cái câu đó: bố tôi nói vậy, bố tôi làm, bố tôi không nói, và để con sẽ hiểu và con sẽ làm như bố, con sẽ chọn lấy. Và cái người bố đó thật là tốt lành, đã làm gương sáng cho con. Ước gì con cái anh chị em sau này sẽ có những điều tốt lành như vậy để thuật lại cho người khác về bố mẹ của nó. Chứ không phải chúng ta ích kỷ với con cái, mà không phải chúng ta nêu quá nuông chiều con cái cũng không được, mà chúng ta quá ích kỷ với con cái cũng không được. Có ông bố nói, thằng con hỏi ông bố: bố, như cô bố có 4-5 nhà lầu mà con muốn một cái, bố có cho không? Bố cho chứ. Bố mà có 5 chiếc xe hơi mà con xin một chiếc, bố có cho không? Bố cho chứ. Bố có 5 cái tivi mà con xin một cái, bố có cho không? Cho chứ. Bố có 5 đôi giày, con xin một đôi, bố có cho không? Không. Tại sao vậy? Bởi vì thực ra bố có 5 đôi giày thật, còn 5 cái nhà lầu thì bố không có, thành thử bố không cho. Thì lấy cái thước đó mà đo ra thì biết cái lòng bố rồi. Cái gì bố có, bố không có thì bằng lòng cho hết, cái bố có thì không cho. Anh chị em thấy trong cuộc đời của chúng ta đó, anh chị em thấy điều răn của Chúa từ đầu, và Chúa đã dạy chớ giết người.
Cain đã giết Abel là em, và Chúa đã hỏi Cain: ngươi đã làm gì? Ngươi đã làm gì về máu của Abel là em của ngươi? Và Chúa đã nói: ta sẽ đòi giá máu của mỗi người trong các ngươi. Trong giới răng thứ 5 cho chúng ta biết cái quyền tự vệ chính đáng của chúng ta. Chúng ta phải bảo vệ mạng sống của chúng ta, và vì thế chúng ta phải biết đó là một quyền lợi và là một bổn phận của chúng ta, và chúng ta không có tội cố sát. Chúng ta không có tội ngộ sát. Cố sát là quyết tâm giết, ngộ sát là sơ hở mà giết người khác. Chúng ta cũng không phá thai, đó là một luật chớ giết người. Trong điều răn thứ 5 đã nói đủ hết rồi. Ngươi không được giết phôi thai bằng việc làm sảy thai, và ngươi không được hủy hoại trẻ sơ sinh. Đây là đã viết trong sách trong thế kỷ thứ nhất đời Chúa Giêsu Giáng sinh thì đã có cái câu đó, không phải bữa nay đâu, từ xưa. Quyền bất khả nhượng của một người vô tội được sống là thành tố của xã hội dân sự và của mọi nền pháp chế. Quyền này không thuộc cha mẹ, xã hội hay nhà nước, nó gắn liền với bản thân con người. Trong điều răn thứ 5 này ở Mỹ đó, 23 phút có một vụ giết người. Chúng ta sống như vậy mà ở đây thấy như thiên đàng, không thấy lo bom đạn gì hết. Nhưng mà trên đất chúng ta đang sống đây, mỗi 23 phút có một vụ giết người. Xã hội như vậy thì mới thấy lời Chúa dạy thiệt là quan trọng và rất là cần thiết cho xã hội chúng ta đang sống. Những người phá thai một cách chính thức, chưa nói là không chính thức, 1992 là 1.529.000 vụ phá thai chính thức. Và năm 1993 ở trong nước Hoa Kỳ tự tử mà chết đó, là 31.200 người. Còn cái thử mà không thành công đó còn thì đông lắm. Đó là thành công, tự tử mà thành công đó là 31.200 người. Anh chị em biết như vậy thì thấy Hội Thánh dạy chúng ta rất là quan trọng, và chúng ta cần phải biết tôn trọng phẩm giá con người. Thứ nhất là chúng ta tôn trọng phẩm giá đó nơi những con cái của chúng ta, tôn trọng không làm gương xấu cho kẻ khác, tôn trọng sức khỏe của người khác, tôn trọng sự toàn vẹn thân thể của người khác. Không phải là muốn đâu là lấy các bộ phận trong thân thể của người khác mà đem đi thí nghiệm tự do được đâu. Có những nước bán các bộ phận, có những người nghèo phải bán cái thận của mình. Bởi vì sao? Vì cực khổ. Và có những người giàu bóc lột vì trả những cái giá không đáng gì hết. Thành thử chúng ta thấy Hội Thánh bảo vệ người nghèo, Hội Thánh nói có ngày Chủ Nhật để nghỉ, để bảo vệ người lao động. Hội Thánh nói không được tự do mà bóc lột, mua rẻ các cái bộ phận những con người đang sống. Bởi vì sao? Hội Thánh bênh vực các người nghèo, và Hội Thánh còn bênh vực cả người chết nữa. Mình nói chết thôi, Hội Thánh săn sóc các người chết, tôn trọng thi thể của người chết, Hội Thánh mai táng tốt lành những người chết, và Hội Thánh cầu nguyện cho người chết. Có một lần tôi ở Hà Nội, có một nhóm người không công giáo ở trong bệnh viện đi đến nhà thờ đưa đám một người trong nhà, một người y tá khác có đạo. Họ đến đưa đám về, họ rồi tới họ nói với cái chị y tá có đạo đó thế này: tụi tôi thấy cũng ưng làm công giáo để chết đưa đám. Thế đưa đám sao mà quý mến mà
nó sốt sắng mà nó có tình cảm mà chia sẻ với nhau rất là đạo đức, mà chúng tôi thấy nguyên cái chuyện tán xác, tôn trọng người chết như người Công giáo chúng tôi rất quý. Thành thử chúng ta thấy hội thánh lo lúc sống cũng như lo lúc chết, và hội thánh trong cái điều răn thứ 5 gìn giữ bảo vệ đó còn lo hòa bình nữa. Vì vậy mà trong cái bộ của tôi làm đó, công lý và hòa bình, là lo hòa bình cho nhân loại. Bởi vì sao? Bởi vì phải bảo vệ hòa bình cho tất cả mọi người. Qua điều răn thứ 6, cha mẹ và con cái phải làm điều gì? Thưa anh chị em, Thánh Kinh nói không ngoại tình. Truyền thống của hội thánh xưa nay tôn trọng sự khiết tịnh. Khiết tịnh ở đây là duy trì sự vẹn toàn của sức sống và của tình yêu ở trong mình. Bậc khiết tịnh trong hội thánh là có ba: người khiết tịnh, trinh khiết hoặc độc thân được thánh hiến là bậc thứ nhất. Bậc thứ hai, người có vợ chồng giữ sự khiết tịnh trong bậc phu thê, đó là một bậc khiết tịnh thứ hai. Và những người độc thân giữ sự khiết tịnh trong sự tiết chế trong cuộc đời của mình, đó là bậc khiết tịnh thứ ba. Nên mỗi một người trong chúng ta đều có thể sống khiết tịnh theo đấng bậc của mình. Mà hội thánh đòi buộc như vậy để tránh những tai nạn khác. Tai nạn đó là những điều gì? Tôi xin nhắc lại cho anh chị em, nói chung để cho anh chị em thấy. Một là thú dâm, hai là tà dâm, nghĩa là quan hệ nam nữ ngoài hôn nhân, đó là tà dâm. Thứ ba là mái dâm. Mái dâm của phụ nữ, của nam nhi, của trẻ em. Thứ bốn là hiếp dâm, dùng bạo lực cưỡng bức người khác. Thứ năm là đồng tình luyến ái. Những điều đó Thánh Kinh đã dạy cho chúng ta tránh. Và 4.000 năm nay trong luật của Chúa 10 điều răn đã có rồi. Anh chị em thấy 10 điều răn của Chúa khi nào cũng thấy mô đẹp cả, vì đã có trong đó hết, có đầy đủ. Chỉ có chúng ta không biết nhìn vào đó mà thấy là đạo chúng ta dạy dỗ những cái điều gì mà khó khăn không. Và khi vi phạm đến hôn nhân, đến phẩm giá của hôn nhân thì có những điều gì? Có ngoại tình, có ly dị, có đa thê, có loạn luân, có lạm dục, lạm dụng tính dục, và tự do kết hôn ngoài giá thú của phép hôn phối. Thành những điều ấy hại cho gia đình. Mà vì thế anh chị em thấy trong điều răn thứ 5 hội thánh nói có một câu thôi, rất đơn sơ. Điều răn thứ 6 chớ tà dâm, nhưng mà trong đó đầy đủ những điều nhắc nhở cho một người giáo dân và cho một người công dân. Đều bởi vì các luật của nhà nước, các nước nói chung cũng đều dựa trên nền tảng của luật hội thánh. Là nói đến chuyện trộm cắp, nhưng mà trong điều răn thứ 7 cái việc cần mà nhắc tới chúng ta, mà anh chị em người làm cha làm mẹ huấn luyện con cái cần phải dựa vào đó để nâng đỡ con cái. Bởi vì sao? Cái sống ở trên cuộc đời này mà không giữ đúng luật công bằng thì xã hội này sẽ sụp đổ. Điều răn thứ 7 dạy chúng ta biết là đừng trộm cắp, đừng lấy của người ta cho mình mượn. Mượn thì được mà trả thì khó. Khi nào mượn cũng vui vẻ cả, mà khi nào trả thì buồn phiền lắm. Đừng lấy của người ta đánh mất. Ai đánh mất đâu, mình nói được rồi, cái này của Chúa ban. Thứ bốn, đừng có gian lận trong mua bán. Mua bán mình gian lận được mà nói cảm ơn Chúa. Đừng trả công cho người ta mà không công bằng. Bữa nay chúng nó thất nghiệp, mình thuê rẻ, không công bằng, không được. Thứ sáu, nâng giá, lừa người không biết, hoặc khi người ta bị quẩn bách,
Khi đó họ túng quá, họ tới giật tiền vay nên mình, thì mình lại bữa nay vay trả nhiều phần hơn, bởi vì bữa nay nó đang túng thì mình cho nó vay khó hơn. Thứ bảy, đầu cơ thay đổi giá cả giả tạo. Đầu cơ. Thứ tám, hối lộ. Mình hối lộ thì mình làm cho người ta hư hỏng. Thứ chín, dĩ công vi tư, lấy của công làm của riêng. Thứ mười, làm ăn cẩu thả. Thứ mười một, gian lận thuế. Thứ mười hai, giả mạo hóa đơn chi phiếu. Thứ mười ba, lãng phí. Ngồi ở trong sở một ngày 8 giờ mà làm việc có 2 giờ. 14. Buôn bán con người như hàng hóa. Hiện giờ đây trên thế giới có nhiều nước vẫn còn buôn bán con người, buôn bán trẻ em như hàng hóa. Và thứ 15, những trò chơi may rủi cờ bạc. Mấy cái người mà có bổn mạng ông thánh casino nữa đó. Đó. Là thánh quang thầy là casino ở địa phận Las Vegas. Những điều đó không những là chúng ta thấy hội thánh dạy chúng ta rồi, mà hội thánh còn phi bác những cái điều sai lạc trong xã hội của chúng ta, mà hội thánh vì vậy mà gặp nhiều khó khăn trên thế giới. Bởi vì những lý thuyết lấy lợi nhuận làm thước đo độc nhất trong xã hội, họ không chấp nhận hội thánh. Những chế độ hy sinh quyền lợi của người cho sản xuất tập thể, coi con người là công cụ, thì cũng không chấp nhận hội thánh. Những ý thức hệ độc tài cũng không chấp nhận hội thánh. Vì vậy mà chúng ta phải biết hội thánh khi nhìn vào một con người, nhất là con người lao động, mỗi một người trong chúng ta đều những là con người lao động, hoặc là lao động trí thức, hay là lao động tay chân, chúng ta đều là những con người lao động. Thì Chúa nói thế nào? Binh vực sức lao động của con người, binh vực sức lao động của con người, vì do đó mà phải trả công một cách đứng đắn, công bình. Cái quyền có sáng kiến kinh tế, cái quyền giải quyết những va chạm trong sinh hoạt kinh tế, cái quyền được bảo đảm trong các xí nghiệp, người chủ có bổn phận mà người làm việc cũng, công nhân cũng có bổn phận. Điều đó giáo lý của hội thánh có dạy hết cả. Tôi chỉ nhắc lên cho anh chị em mà không có giờ nói hết. Nhưng mà người công nhân, người chủ xí nghiệp đều có bổn phận khác nhau, hội thánh đều có dạy. Mở rộng công ăn việc làm cho người khác, các chính phủ có nhiệm vụ đó. Không để người ta thất nghiệp không được. Tiền lương công bình, quyền được đình công và bổn phận đóng góp cho an ninh xã hội. Khi mà an sinh xã hội thì mình tới lãnh thôi, mà nghe góp thì mình giả lơ cả. Vì mình giả lơ thì người khác phải đóng thay cho mình. Điều răn Chúa thì đã tóm vào trong các điều tôi vừa nói qua, mà tôi không thể nói một cách đầy đủ rành mạch hết cả được, bởi vì nói rất dài thì tôi chỉ tóm tắt trong điều đó. Tôi muốn nhắc lại với anh chị em một đôi điều là trong cuộc đời của chúng ta hết sức làm gương tốt và hết sức chịu đựng nâng đỡ nhau. Chịu đựng nâng đỡ nhau. Thì chúng ta trong gia đình cần nâng đỡ nhau, mà không gia đình nào, cha mẹ, con cái, vợ chồng mà không có khó khăn. Gia đình nào cũng vậy cả. Ăn thua chúng ta biết chịu đựng lẫn nhau, thông cảm cho nhau, yêu thương nhau, vui vẻ với nhau. Có một cái ông đi sang nhà ông bạn thăm, thấy ông bạn mang dĩa
ngồi ăn cơm ở dưới gốc cây ở ngoài vườn. Nói là anh bữa nay ăn cơm dưới gốc cây vậy? Ông bạn nói là ở trong nhà tôi cái ống khói nó tắt, đang thuê người là lau cái ống khói lại cho sạch, thành với tôi phải ra ăn ngoài này. Ông bạn này lò mò đẩy cửa vô xem cái nhà ông này, coi thử ống khói tắt cái nhà cửa dơ bẩn sao. Vừa mở cửa ra thế bà xã của ông bạn kia dán một cái đùi, tưởng là ông xã đi vào lại cuốc liền không thì chết. Té ra ông kia là bị bà xã đuổi ra ăn ngoài gốc cây. Ông bạn kia ra đến một bên ông bạn mình mà nói rằng: anh ơi anh, mình cứ hiên ngang vui vẻ chứ có sao đâu, nhà tôi thỉnh thoảng ống khói cũng tắt như vậy. Bà mẹ Teresa có nói một câu: trong một cuộc đại hội lớn, người ta nói xin mẹ để lại cho chúng con một cái sứ điệp. Bà mẹ Teresa suy nghĩ một lúc và bà trả lời rằng: tôi gửi lại một sứ điệp rất đơn sơ, hãy mỉm cười, hãy mỉm cười, tất cả mỉm cười. Bà nói sao? Vợ cứ ngày nào cũng mỉm cười với chồng, và chồng ngày nào cũng mỉm cười với vợ. Bố mẹ mỉm cười với con cái, và con cái luôn luôn tươi cười với bố mẹ. Ra ngoài đường làm việc với nhau, bạn bè ai cũng mỉm cười hết. Bước lên xe xích lô, bước lên xe taxi cũng mỉm cười, mà cái người bán hàng cũng mỉm cười với khách hàng. Thì cả thế giới này hạnh phúc thật, hạnh phúc thật. Và nhưng mà bà mẹ bà mẹ Teresa nói rằng: tôi kết nghĩa với Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu là người bạn thánh của tôi, nhưng mà nhiều ngày tôi thấy thì cũng khó mà mỉm cười với Đức Chúa Giê-xu. Bởi vì Chúa cũng đòi hỏi tôi phải hy sinh rất nhiều, mà nhiều ngày tôi cũng thấy khó mà mỉm cười với Chúa Giê-xu, nhưng mà tôi cũng luôn luôn cố gắng chấp nhận và mỉm cười, và Chúa cũng mỉm cười với tôi. Trong các quyển sách có một quyển sách hay mà có cái tên là mỉm cười, The Smile, của ông Exupéry viết, là một người thanh niên học thức giỏi đã lái máy bay trong Thế chiến thứ hai tử trận, để lại văn chương nhiều. Và anh Exupéry đó đã viết cái quyển ấy, nói rằng: lúc tôi đi đánh giặc ở bên Tây Ban Nha, khi đó tôi bị bắt, bị giam trong tù, và tôi biết chắc rằng một ngày hai tôi phải bị án tử hình. Ông Saint Exupéry nói rằng: hôm đó tôi nghĩ rằng có lẽ ngày mai tôi phải tử hình chăng. Và tôi thấy một người lính gác đi ngang, mà thường các người lính gác không bao giờ họ nhìn mặt chúng tôi, vì họ biết rằng chúng tôi ghét họ, hoặc là họ thấy rằng chúng tôi sắp phải xử tử thì họ khó mà nhìn chúng tôi lắm. Họ thấy tội nghiệp mà không biết làm sao nói, mà họ là kẻ thù. Khi đó tôi nghĩ rằng nếu mai mà mình chết, bây giờ không biết làm gì nữa, thôi tìm còn một mấy điếu thuốc lấy ra hút. Mà khổ là thuốc mà hút thuốc mà không có lửa. Nên cuối cùng anh ta nói, kêu cái anh gác tù đó: anh ơi anh, hãy cho tôi lửa tôi hút thuốc, mai tôi chết. Anh đó tới bật lửa cho Exupéry hút. Exupéry vừa hút mà vừa nhìn mặt anh đó, và tự nhiên sao khi hai tâm hồn gần nhau, Exupéry cười với cái anh gác đó, thì Exupéry hỏi anh gác rằng: anh có con không? Có, tôi có con. Anh Exupéry nói rằng: tôi cũng có con, để tôi vào tôi lấy mấy cái hình mấy đứa con tôi cho anh xem.
Đây, con của tôi đây. Và Exupéry vừa nói như vậy, vừa chảy nước mắt. Anh kia nói rằng, tôi cũng có con. Và anh kia, cái người gác đó, cũng chảy nước mắt. Ai cũng có con, ai cũng đau khổ khi phải sắp ra đi bỏ vợ bỏ con một cách đau khổ tất tưởi như vậy. Nhưng rồi hai người nhìn nhau, và tự nhiên có một cái gì đó nó đến trong tâm tâm cái anh lính gác đó, đến nỗi anh mỉm cười, anh ôm hôn cái anh Exupéry, anh mở cửa cái phòng tử tội, theo tôi. Exupéry không biết đi đâu, cứ đi theo, tưởng theo đem ra mình bắn rồi chăng. Đi ra, anh nói, anh chị, anh đi ra ngã sau đó, anh trốn đi để về với vợ con anh. Và hai người lại mỉm cười một lần cuối cùng. Trong cuộc đời của chúng ta, cái mỉm cười nó cũng có lợi nữa. Mà cái lợi trước nhất là cho mình. Khi nào mình mỉm cười thì mình không bị stress. Mà cái mà làm cho mình dễ đau đớn nhất, dễ bị tim nhất, dễ bị tăng xung nhất là bị stress. Còn nếu người nào mà mỉm cười luôn thì không bao giờ bị stress. Cái thứ hai, ai muốn cho mặt mày của mình đừng có nhăn nhó, đừng có nặng nề thì cứ mỉm cười luôn, chứ ai cũng đẹp hết cả. Ai cũng đẹp hết, mọi người đều mỉm cười cả. Và vì vậy, để cho nhớ lại những điều Chúa dạy còn thực hiện được, và chúng ta hãnh diện về điều răn Chúa, những điều Chúa dạy, thì tôi mượn lời của mẹ Teresa hôm nay để lại cái sứ điệp đó với anh chị em. Xin anh chị em, cha mẹ với con cái, vợ chồng với nhau, luôn luôn mỉm cười.